Rồi còn nói đến về cái vấn đề giá cả của dòng gỗ gõ đỏ thì nó có sẽ thành bao nhiêu tiền so với nhiều dòng gỗ khác, thì em Hoàng chia sẻ mọi người luôn. Ơi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Thế Hoàng. Mấy hôm nay thì có một số anh chị mình đang thắc mắc về dòng gỗ gõ đỏ. Tại sao lại trên thị trường có rất là nhiều tấm gỗ rất là lớn nhưng mà không biết đó có phải là những dòng gỗ gõ đỏ thật hay không? Thì video này thì em Hoàng sẽ chia sẻ mọi người sự thật về gỗ gõ đỏ là như thế nào, anh em ha. Nói đến về gỗ gõ đỏ thì đó là một loại gỗ đã có tên tuổi và thương hiệu rất là lâu đời rồi, hầu như là ai cũng biết đúng không ạ? Tại vì là nó có một cái tính chất về độ bền rất là cao, thậm chí là độ bền nó đến hàng trăm năm, đến đời con cháu sau này luôn, vẫn không bao giờ bị mối mọt và cong vênh. Và màu sắc cũng rất là đẹp, sang trọng, màu vàng chủ đạo. Vân gỗ thì cũng rất là đẹp nữa, chính vì thế mà rất là nhiều anh em ưa chuộng. Nhưng mà trên thị trường bây giờ có rất là nhiều loại gỗ giả rất là nhiều và khiến cho anh chị mình không biết cách phân biệt đâu là gỗ thật, đâu là gỗ giả. Thì trong video này em Hoàng sẽ phân tích mọi người luôn. Gỗ đỏ mà thông thông dụng hiện tại bây giờ á, trên thị trường đa số là gỗ đỏ nhập khẩu từ Nam Phi, mà nhập khẩu về Nam Phi á, thì nó có rất là nhiều loại, thậm chí là đến hàng chục loại cơ mọi người nha. Nhưng trong đó chỉ có tầm khoảng 2 đến 3 loại là thông dụng nhất thôi, là những loại tốt, loại xịn nhất trong dòng gỗ đỏ này nha. Ở đây thì Hoàng đang phân tích nói về dòng gỗ gõ đỏ Nam Phi chứ không nói đến về gỗ gõ đỏ Việt Nam hay là Lào hay Campuchia. Tại vì gỗ gõ đỏ Việt Nam, Lào, Campuchia là những dòng gỗ quá là tốt rồi và hiện tại bây giờ là không còn cây to nữa. Chính vì vậy cho nên là mình đang sử dụng dòng gỗ gõ đỏ Nam Phi là nhiều nhất hiện tại bây giờ. Nó có nhiều kích thước to để mà mọi người có thể là xảy ra những tấm mặt bàn lớn. Và gõ đỏ Nam Phi thì nên sẽ có những cái dòng thông dụng như là gỗ gõ đỏ Ninja, gõ đỏ Basi, Ghana anh em nhé, là ba loại thông dụng nhất, và trong đó là Basi và Dinze là hai loại là đang thông dụng nhiều nhất hiện tại bây giờ. Và hai loại này thì tính chất như thế nào thì em Hoàng sẽ phân tích mọi người luôn. Hai dòng này thì nói về Dinze thì cái ưu điểm của nó đầu tiên đó chính là cái vân gỗ thì cũng khá là đẹp, và ưu điểm thứ hai đó chính là độ bền của thằng Dinze này thì nó khá là tốt, có nghĩa là mình tỷ lệ cong vênh nó lại hạn chế hơn rất là nhiều so với thằng Basi. Đấy, đây là công viên mọi người nha. Nếu mà xi móng khoảng cỡ 0,5 cm hay là một phân đi thì thằng Dinze thì có khi nó lại rất là tốt hơn so với Basi rất là nhiều. Và cái ưu điểm thứ ba nữa đó chính là thì có thể chúng ta sử dụng những mạch lớn tầm khoảng 1 m, mọi người có thể xi móng một phân vẫn được để ốp tường ốp vách, chơi những hàng đẳng cấp vẫn ok, không có bị công viên anh em nhé. Và nói đến cái nhược điểm của gọi đó Dinze, đó chính là nhược điểm của gọi đó Dinze thì nó không có kích thước dài so với Basi. Đa số là hàng này là hàng đấm cong và không có cây tròn hay là cây dài hơn 3 m, đa số là tầm khoảng chừng 28, 29 trở lại thôi anh em nhé. Bởi vì lý do là nó không có cây tròn dài và cái cây của nó thì không có được thẳng, đa số là nó hay bị khúc cua các thứ, và người ta hay cái khúc nó rất là ngắn thôi, tầm khoảng 2 m mấy thôi. Đấy. Và cái nhược điểm nữa là cái giá thành của dòng gỗ gõ đỏ Ninja này thì nó khá là cao, tuy nhiên thì nó mang lại cho anh em mình một cái giá trị rất là đẳng cấp. Anh em nào mà sở hữu được dòng gỗ Ninja thì thực sự rất là đẳng cấp luôn anh em nhé. Còn nói đến Basi, Basi thì cũng ưu điểm của nó thì gỗ cũng rất là tốt. Đấy, rất là tốt so với rất là nhiều loại gỗ khác, tại vì Basi thì một nhóm 1A anh em nhé. Và nó có ưu điểm là có được kích thước rất là dài, rất là dài, anh em có thể là sẽ cây 5 m, 6 m cũng có luôn. Vậy điều thứ ba nữa chính là cái vân gỗ của gọi là Basi thì rất là đẹp đấy anh em nhé. Và ưu điểm thứ tư đó chính là cái gỗ Basi thì mình sẽ ra nó sẽ nuột nạt hơn, có nghĩa là mình sẽ lựa được nhiều tấm đẹp hơn, lành hơn, ít lỗi hơn so với những dòng gỗ Ninja. Nhưng mà có một cái nhược điểm đó chính là cái nếu mà nói về độ cong vênh thì Basi có thể là nhiều hơn Ninja một chút xíu thôi, so với nhiều dòng gỗ khác thì hình Basi này thì nó phải nhiều hơn một chút xíu thôi anh em nhé. Đấy. Và Basi á thì có một cái nhược điểm nữa là cái giá thành của nó cũng khá là cao so với Ninja, thì hầu như là hai thằng này nó có tùy vào cây gỗ đẹp xấu thì giá cũng ngang ngang xem nhau thôi. Tuy nhiên nếu mà cùng kích thước đôi khi là Basi nó lại giá lại có thể là cao hơn Ninja một chút xíu anh em nhé, bởi vì là vân nó rất là đẹp, được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Đó là em Hoàng đã nói đến là ưu điểm và nhược điểm của dòng gỗ đỏ thật nó 1A anh em nhé. Rồi còn nói đến về cái vấn đề giá cả của dòng gỗ gõ đỏ thì nó có sẽ thành bao nhiêu tiền so với nhiều dòng gỗ khác, thì em Hoàng chia sẻ mọi người luôn. Thì ở đây thì em Hoàng đang có một số tấm gỗ gõ đỏ Ninja và Basi. Đấy, thì em Hoàng sẽ cho anh em mình tham khảo một cái mức giá để mọi người nắm bắt được anh em nhé.
đây chẳng hạn như đây là một cái tấm gỗ cỏ đỏ ninja anh em nhé. Đây đi, chẳng hạn như đây là một cái tấm nó dày 5 phân chẳng hạn, 5 phân. Ví dụ như những dòng gỗ bình thường như là gỗ lim, lim vàng thì tấm này có thể là tầm khoảng từ 5 triệu thôi. Nhưng nó là chất liệu là gỗ ninja thì có giá thành là tầm khoảng ít nhất là phải 15 triệu trở lên anh em nhé. Nếu chuẩn là gỗ gỏ đỏ ninja và bachi thì sẽ có mức giá đó so với dòng gỗ lim. Còn nếu như đây là một tấm gỗ mê tây thì có thể giá thành nó rẻ hơn nữa, khoảng 4 triệu thôi, 5 triệu thôi. Đó là mức giá thành là sự chênh lệch của dòng gỗ đỏ bachi này hay là ninja. Nó rất là cao so với những dòng gỗ khác. Nhưng mà anh em nào mà sở hữu được những dòng gỗ này thì quá đẳng cấp. Những anh chị mà có nhu cầu mong muốn là sở hữu một dòng gỗ về độ bền cao, về độ thẩm mỹ đẹp, tốt, độ bền bỉ này và mang lại cho mình một cái sự đẳng cấp và sang trọng thì anh em mình nên lựa chọn dòng gỗ gò đỏ để mà sử dụng làm bàn ăn. Riêng dòng gỗ này thì mọi người cứ phải yên tâm cho em Hoàng nha. Đó, chẳng hạn đây là một tấm lớn đi ha. Như tấm này thì nó lớn này, dày 15. Vì một tấm gỗ dày 15 mà rộng 1 mét như này, chẳng hạn như là gỗ lim thì tầm khoảng chừng 20 triệu đi. Nhưng mà nó là tấm gò đỏ thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 70 triệu đến là 75 triệu một tấm anh em nhá. Đấy, so với dòng gỗ lim. Còn nếu mà đây là một tấm gỗ cẩm cao cấp hơn nữa thì có khi tấm này là hơn 100 triệu là bình thường anh em nhá. Nói chung là khi anh em mình chơi gỗ gò đỏ xịn nhóm 1 thì phải chuẩn bị đầu tiên đó chính là cái tài chính. Cái tài chính của mình là khá là nhiều so với những dòng gỗ thông thường khác anh em nhé. Tại vì đây là dòng gỗ nhóm 1A chứ không phải là những dòng gỗ nhóm 3, nhóm 4, nhóm 6 trên thị trường. Bây giờ em Hoàng thấy rất là nhiều cái loại gỗ có vân veo và màu sắc giống với dòng gỗ gò đỏ này rất là nhiều. Và chính vì vậy mà cũng có những người họ lấy những dòng gỗ rẻ tiền đó, họ giả thành gò đỏ để họ bán với một mức giá tốt hơn. Cho nên là mọi người lưu ý trước khi đi mua dòng gỗ gò đỏ này nha anh em nhé. Lưu ý em Hoàng, tránh để mất tiền oan khi mà mọi người đi mua gỗ gò đỏ trên thị trường hiện tại bây giờ. Đấy. Và cô chú anh chị mình đang có những thắc mắc gì mà về gỗ gò đỏ thì hãy cứ bình luận dưới cho em Hoàng ha. Anh em nào có ý kiến nào khác hay hơn, ý nghĩa hơn để giúp cho tất cả khách hàng của chúng ta có thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để đi mua gò đỏ một cách an toàn, an tâm nhất có thể thì hãy comment phía dưới cho em Hoàng. Cô chú anh chị mình hãy đăng ký kênh của em Hoàng để nhận được những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn mọi người vào video sau. Xin chào.